Gì buồn vậy ông Khang? Hả? Có chuyện gì? Tới công chuyện nữa rồi con, hết không? Nó nghe rung cha. Sắp có siêu bão nữa rồi. Miền Trung nữa hả? Đúng rồi, miền Trung nữa con. Chết tôi rồi. Bây giờ không biết tính làm sao luôn nè. Bão này tên gì vậy ba? Nghe đâu là bão Noru. Noru á. Đúng rồi, Noru. Bão mạnh như thế nào ba? Dữ không? Nghe nói là cơn bão mạnh nhất á. Mạnh cỡ nào hả ba? Mạnh nhất trong vòng 20 năm qua đó. Chết cha tôi. Giờ tính làm hao. Giờ tính sao đây ba? Mấy cô mấy chú kêu mình chuẩn bị đi sơ tán kìa. Coi chuẩn bị gì đi. Còn có gì đâu chuẩn bị, có mỗi cái chuồng. Đi sơ tán cái chuồng đi. Ê, làm đi. Ê mà chuồng còn đâu sơ tán? Sao không còn? À tao nhớ rồi, hôm qua bật cái quạt mạnh quá cái chuồng lá của mày bay luôn rồi phải không? Tài sản của mỗi cái chuồng luôn á. Vậy mà không cũng quạt cho bay. Mày xin lỗi luôn nha. Mới quạt nhẹ mà nó bay tới nhà kho. Bảo Noru tới không biết nó bay tới nước nào ở trời. Nằm cờ hó cũng không yên nữa. Biết vậy kiếp trước xin làm con dịch cho rồi. Mày mà làm dịch là kiếp này mày thành dịch nấu chao rồi. Còn đỡ hơn chó vô gia cư. Hận đời. Mày hận cái gì mà hận, tao đập mày bây giờ. Hận đời vô gia cư. Mày đừng có tru nữa giùm tao coi. Tru khi nào mà có cái chuồng mới lại cho tôi thì thôi. Cái chuồng của mày chỉ là chuyện nhỏ, cái nhà của tao mới là chuyện lớn nè. Nhưng sinh mạng mới là quan trọng. Mạng tôi quan trọng hơn mạng ông. Dạ bập tay bây giờ. Chút nữa phụ tao trong nhà có gì quý thì dọn ra ngoài nghe chưa. Dạ ông, nhìn tới nhìn lui có mỗi tôi là quý, có quái đâu dọn. Mày quý quá ha. Tôi quý gì quý, nói chuyện không nghe ngợp quá. Ôi nhưng mà hỏi thiệt nha. Thiệt cái tôi mệt mày quá. Ôi trời ơi, trời cao có thâu chăng lòng tôi. Rồi nói lẹ đi. Bây giờ cha con mình đi né bão. Mà né ở chỗ nào vậy hả? Chỗ nào mà rời xa vùng tâm bão là được rồi. Xa vùng tâm bão cụ thể là ở đâu cha? Ở giữa biển á. Trời ơi có thấu không? Né bão đi ra biển né. Ừ. Ông né một mình đi. Bà nói giỡn thôi. Rồi quần áo khô mực gì mang đầy đủ hết chưa? Tôi không có ngựa gì ông đâu ha. Một bộ đồ tôi mặc 8 năm luôn. Ai nhau một ngày mặc 8 bộ. Em muốn vậy nè, em có bộ đen mặc hoài nè. Than mực nói chưa? Ai ngựa như ông đâu? Tụi tôi có bộ lông mặc 8 năm luôn. À mà cho hỏi nè, chỗ mới có wifi không? Con thích coi YouTube lắm. Chỗ né bão mày cũng đòi hỏi quá. À có wifi không ba? Có wifi không? Không có wifi con không đi né bão đâu. Tránh ra con mực. Tránh liền. Trời, đi né bão cũng phải có cái để cập nhật thông tin chứ phải không Nhật? Không cập nhật thông tin làm sao biết ngày nào về được. Ủa bộ mày thích coi YouTube lắm hả Lu? Con thích coi những nội dung gì mà huyền bí xíu á. Huyền bí như là gì? Phim thần thoại hả? Khoa học viễn tưởng hả? Không, chứ là gì? Tôi thích xem mấy chương trình tarot. Gì tarot? Tarot là gì mày? Trời ơi, ông lúa còn hơn hạt lúa. Trời ơi, không biết mới hỏi nhưng mà tarot là gì? Tarot là một dạng bói bài có từ thế kỷ 15 lận á. Gì ghê mày? Có thể xem về tình yêu nè, xem về tài vận nè, rồi sự nghiệp nữa nè. Mày biết kênh tarot nào hay không? Mina tarot. Con thường coi kênh Mina tarot lắm hả? Không, con coi lén. Mày coi lén ai? Con qua nhà con lên con ghệ con á, ba má của nó hay bật lên kênh đó coi lắm. Cái con chó cái mỏ vô coi lén. Chà, vụ này căng quá ta. Căng gì không? Nghe mày nói vậy ba cũng tò mò ở kênh Mina tarot này quá, bởi vì ba cũng muốn xem tarot. Dạo này tài vận với đường tình duyên của ba nó ẻo lả quá con. Vậy bây giờ đi né bão kiếm chỗ nào có wifi đi. Hay mình lên núi đi luôn. Lên núi né lũ chứ đâu có né gió được cha. Bão gió nó thổi mạnh cái té gẹn luôn á. Chứ bây giờ né đâu? Thì như ông nói hồi nãy đi cũng được, chỗ đó ổn á. Chỗ tao nói nãy ha là chỗ nào? Ra giữa biển đi. Đi cùng hả luôn? Không thiệt. Hoặc các bạn chưa được biết là tarot là gì và có những thắc mắc về tương lai, một cái tương lai nào đó của mình sắp đến liên quan đến vấn đề hôn nhân, gia đình, cuộc sống, công việc, tài chính, tiền bạc hoặc thậm chí cả về tài vận của các bạn, các bạn hãy lên YouTube và search kênh Mina Tarot. Mina sẽ có những thông điệp hay và rất là bổ ích và có thể là sẽ phù hợp vào cái năng lượng của bạn hiện tại ở lúc đó. Bạn sẽ cần một năng lượng tái xây dựng lại. Và hẹn gặp lại cả nhà mình tại trên kênh Mina Tarot trên YouTube nhé. Ok, bye bye, chào cả nhà. Để mà có được một cái năng lượng mạnh mẽ như ngày hôm nay thì ở quá khứ các bạn đã phải chật vật. Các bạn đã phải chật rất là chật vật và rất là gọi là stress nặng nề luôn để mà đấu trí. Các bạn phải đấu trí nè. Các bạn phải gọi là sao, các bạn bị mâu thuẫn trong cái phần giữa phần tâm thức và ý chí của các bạn á, nó đánh nhau ì xèo hết á, và làm cho các bạn cảm thấy bị bế tắc, bị mệt mỏi, bị gọi là bị trói buộc, bị giống như là bị chúng ta giống như là cảm giác bị trói, chúng ta không được thoải mái, chúng ta mất đi tự do vậy. Ok, đó chính là cảm giác của bạn thời quá khứ. Nhưng bây giờ thì không ha, bây giờ bạn đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi.